sư cho con hỏi một phật vì phật tử đã có đã tin đức phật là bậc chánh đẳng chánh giác đang học và cố gắng hành theo giáo lý của đức phật thì khi mình đến các chùa chiền ngoại đạo khác à, ví dụ như đức phật thầy thế an thiên chúa hay các đạo giáo khác chúng ta có nên quỳ hoặc cúi đầu đảnh lễ trước họ hay không vì không biết rằng họ có chứng đắc đạo quả được như đức phật hay không Ờ, nếu chúng ta vẫn tôn kính và đảnh lễ họ như đó với đức phật thì có làm sao không chúng ta nên hành động như thế nào cho đúng khi đối với các bậc bề trên của các đạo giáo khác trong khi mình không biết rõ về họ mong sự di tập giúp con ờ, ngay cái 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 câu của quý vị như thế này không biết họ có chứng đắc đạo quả như đức phật hay không thì nói thẳng khi mà quý vị không biết như vậy thì tức là quý vị chưa có tin Đức Phật là bậc chánh đẳng giác. Chưa tin. Quý vị không có tin. Chưa có tin, chưa đủ niềm tin. Ha. Bởi vì đó, thế gian này đó, chỉ có một vị chánh đẳng chánh giác. Không có vị thứ hai. Đức Thế Tôn trong Tăng Chi Bộ Kinh ngài đã nói đó. khắp cả Tam thiên đại thiên thế giới này chúng sanh mà bằng ngài còn không có thì huống chi là hơn ngài không có một chúng sanh nào ha. thành ra đó khi quý vị hỏi câu này tức là quý vị chưa có hiểu về thế tôn thậm chí chưa tin thế tôn là bậc chánh đẳng giác bởi vì một bậc chánh đẳng giác là không ai đủ cái năng lực đủ cái sức để mà so sánh với ngài trên một bằng cái thứ hai một vị thánh thánh thì có bốn đạo bốn quả ha nhưng mà một vị thánh sơ quả tức là cái tầng thấm thánh thấp nhất á, tầng thánh thấp nhất vì đó phải có được một cái như thế này đó là cái niềm tin bất thối chuyển nên nơi tam bảo dù cho có tái sanh đời sau kiếp khác đi chăng nữa tức là sẽ không thể nào có được một người chứng đắc đạo quả thánh thấp nhất mà còn không phải là người tín ngưỡng Đức Thế Tôn. Hoặc nói một cách khác, à, dù cho dù cho trước đó anh có theo tôn giáo nào tôi không cần biết, nhưng nếu như mà anh chứng sơ quả thì chắc chắn là anh chỉ có theo đạo Phật thôi. Bởi vì cái con đường thực hành đưa đến giấc ngộ giải thoát là con đường bắt chánh đạo với Đức Thế Tôn đã đề ra. Ngài Xá Lệ Phất và Ngài Mục Kiền Liên khi mà hai vị này đó còn là ngoại đạo tức là thầy của hai vị này là bà la môn ngoại đạo nhưng mà ngay khoảnh khắc được ngài a chí nói một bài kệ bốn câu tức là vạn pháp tùy duyên sanh vạn pháp tùy duyên diệt ngã phật đại sa môn thường thờ như thị thuyết vừa nghe bốn câu vị này hai vị xá lợi phất một kiền liên ngay lập tức chứng đắc sơ quả tu đạo quần tức là đạo quả thấp nhất và ngay lập tức ngay lập tức Vì này biết Đức Thế Tôn là thầy của ta Ngay lập tức biết chuyện đó Tức là ngay lập tức Thế Tôn là thầy Không còn Ngoài ra tam giới không còn ai hết Không còn ai hết nha Ngay cả vì thầy ngoại đạo à, Cho nên là à, Nói Một cái này nó online thì có vẻ nó hơi đục chạm Tức là Đối với Phật giáo đi à, Sử dụng từ đối với Phật, với Phật giáo đi để cho tôn giáo bạn họ đỡ đụng chạm ừ. thì không có một vị thánh nào không có một vị thánh nào mà không nhận đức thế tôn là thầy là bậc cao thượng nhất không có không có hoàn toàn không có nha à, ngoài ra đức thế tôn trong uh, kinh uh, siha lúc bây giờ đó tướng quân siha là đã, um, theo ngoại đạo bà lạc môn thì sau khi cúng dường đảnh lễ đức thế tôn nhận đức thế tôn uh, là nơi nương, nương nhờ thì vị này có hỏi là trước đây con theo ngoại đạo bây giờ đó sau khi con quy y với đức thế tôn thì con nên đối xử với cái với ngoại đạo như thế nào? Đức thế tôn trả lời như thế này: à, trước đây đó ngoại đạo nhờ ông mà có được à, tứ vật dụng để nuôi mạng sống, có được những cái lợi dưỡng thì bây giờ ông vẫn nên duy trì. Đấy. Tức là khi mà chúng ta là người phật tử, ha là người phật tử thì gặp ngoài gặp những cái vị mà không phải theo đạo Phật á thì mình mình vẫn có thể chào vẫn có thể chào bình thường thậm chí vẫn có thể cúng giường vẫn có thể cúng giường bình thường nhưng mà mình không thể nào xem họ như là một đối tượng để mình nương nhờ thành ra đó cái chuyện quỳ lại hạn chế được thì hạn chế mà tốt nhất thì mình chỉ cần cúi chào là đủ rồi cúi chào là tỏ cái thái độ tôn trọng ha là đủ rồi quý vị thì không cần phải biết rõ về thì người này người kia nhưng mà chỉ cần biết một chuyện là các vị này là không phải thánh là đủ à. còn các vị thánh thì quý vị thấy rồi ở trong kinh tạng thánh có ghi ở trong kinh tạng còn những vị không phải thánh thì mình có thể mình chào bình thường chào hỏi bình thường